Nhân dịp này thì Đại sứ quán một lần nữa muốn chuyển đến thông điệp đến bà con chúng ta khi mà tác nghiệp đánh bắt cá trên biển phải nắm vững những cái quy định, những cái phạm vi cho phép tác nghiệp đánh bắt cá để tránh hạn chế đến mức thấp nhất việc bắt bớ đáng tiếc có thể xảy ra. Trở về thì hồi đó giờ thì cũng sống lại biển thì chắc về cũng đi biển lại, nhưng mà chắc đi cũng không có qua bên cái ranh đất nước của bạn nữa.